Nên là trận đội tuyển Vidacop và FC gặp Tô Tông truyền hình trực tiếp. Đây là phần trực tiếp, ồ ghê vậy hả? Livestream luôn hả? Tiếp giải bóng đá ngành tôi livestream luôn ghê hả? 27. Đây là trận chung kết. Hai đội chơi với tinh thần fair play nha. Là đứng sau cỏ kìa hả? Ở trong tài đi bên đây. Bắt biên mà. Có đồng tài biên không? Có. Đồng tài biên đâu này? Một tài biên đâu? Hai trọng tài mà. Thôi. Để lại. Cái thùng đó bên mình order. Cái thùng vậy? Cái thùng đó bên mình order. Còn bên cái kia là của Lê Đức sao? Thôi ngồi xuống đi. Mắt một tính luôn nhung. Ngồi Sơn là anh Nhân số 3, anh Nhân số 14. Anh Phong số 3, anh Nhân số 15. Anh Nhân FC số 14, anh Mẫn số 9, anh Tâm số 13. Mà anh Sơn đang là hữu môn. Dương Mỹ Chi. Đội Tô Tông đang có số 10. Phương Mỹ Chi thủ môn. Số 11, số 6, số 7. Sáng rồi. Trời nó bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh Nhân đang có bóng. Ba quay lại nha.
ra ra mà. Chơi trên đầu là hổ nha. Cái đầu luôn. Nâng đó đi. Biên không vào. Đá biên không vào á. Đá biên không tính. Đá biên không vào. Số 1 của Tô Tông có bóng. Nhưng
tính mình cũng đang hội ý. Tâm mở thay nha. Chào Tâm. Tôi đã đi, tôi đã đi, đang đi với chị Tâm. Có gì hỗ trợ anh Sơn nha. Trận đấu có đầu nào? Gào kìa. Ôi, đâu, đâu.
Không có gì coi. Tập trung hết anh em ơi. Đúng rồi. Tập trung vô đi. Đi.
Vâng, và hiệp 1 kết thúc. Tỷ số đang là 2 đều. Tỷ số đang là 2 đều. Ngoài cái đường bê tông em để em di chuyển ở đây. Ngoài đi. Thôi con kèm ở đây, kèm đây nè, hai nhịp. Mẫn mẫn chạy lên mẫn. Sơn đứng vô luôn, Sơn đứng vô luôn. Tính bóng anh em ơi. Thôi số 10 á. Đi chạy nghe, đứng chỗ này đứng chạy nha. Đại phụ mắng.
Chút dưới đây được nè. Thẳng ở đâu?
Ok, này con nó bắt lại rồi. Được chưa? Con có thể ok
Rồi xíu nữa anh Yeah.
Dạ đi. Đây. Ăn thay hả? Nè.